giấu chồng làm thêm. Anh về rồi đấy à? Ăn cơm luôn không đói anh nhé. Nhiều việc lắm hả anh? Anh làm vừa thôi kẻo ốm đó. Không sao đâu, em ăn đi. Anh mệt, anh đi nằm đã. Alo. Dạ, dạ, em ra ngay đây ạ. Giờ này còn đi đâu nữa đây? Anh Hùng. À, Quân à, anh đi sớm thế. À, ừ, đi sớm cho khỏi tắc đường. Hôm nay cậu đi khu vực nào? Em đi khu vực ngoại thành, nhường anh khu trung tâm cho quen việc đã nhé. Ừ, cảm ơn cậu. Tôi chắc phải mất thời gian nữa mới quen được. Anh nói thế chứ em thấy anh xử lý nhanh lắm. Mấy thằng trong tổ còn bảo anh có dáng xếp nữa. Cậu lên trước đi, tôi đi mua gì ăn đã. Dạ. Về thôi Quyên ơi, làm vừa thôi, độ này xanh lắm đấy. Ừ nhỉ, mãi quá suýt nữa quên. Cậu về trước đi, tớ lấy đồ rồi đi sao? Cậu cứ để đấy cho tôi. À, bác Ký giúp cháu vào đây ạ. Cảm ơn cậu nha. Em à, em xong việc chưa? Một lát nữa anh qua đón em nhé. Hôm nay em về muộn lắm, anh cứ về trước đi. Ừ, anh biết rồi. Anh chờ em lâu không? Chờ em bao lâu cũng được. Hôm nay mình đi ăn nhà hàng nhé. Hôm nay em về muộn lắm, anh cứ về trước đi. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách. Làm gì mà phải tắt máy chứ. Ôi, anh làm em hết hồn. Làm gì khuất tất hay sao mà hết hồn. Anh ăn gì chưa mà ngồi uống rượu thế? Ăn rồi. Em mới lấy tiền làm thêm, anh cầm gộp vào sổ tiết kiệm của hai vợ chồng giúp em nhé. Ấy chà, có 2 tiếng vào nhà hàng mà cô kiếm được ngần này cơ à. Hậu hĩnh quá nhỉ. Anh đang nói cái gì thế? Anh theo dõi em đấy à? Cô đang đi lại với ai phải không? Giỏi giang giàu có cỡ nào mà khiến cô siêu lòng vậy? Hơn cả thằng Hùng này cơ à? Anh cứ thôi đi không? Anh không hiểu gì thì đừng nói em như vậy. Cô mang hết ra đây, tiền hay trang sức hay nước hoa, người ta cho cô những gì, cô còn giấu tôi những gì nữa? Anh đừng có đụng vào tài liệu của em, hỏng hết bây giờ. Tài liệu à? Cô đừng hòng che mắt tôi. Đưa đây tôi xem. Đưa đây. Đủ rồi đó. Anh quá đáng vừa thôi chứ. Công nợ cả tuần làm thêm của em bị anh làm hỏng rồi đây này. Em thích về muộn sao? Em làm muộn, nhận làm kế toán ngoài giờ cho nhà hàng là vì ai anh biết không? Vì em không muốn anh phải vất vả và phơi mặt đi giao hàng. Em nói gì? Em biết từ bao giờ? Sao em không nói gì? Sao em... Anh là người sĩ diện. Nếu muốn, anh đã nói với em rồi. Em thương anh vất vả, thế mà anh... Quyên à, anh thật sự xin lỗi em. Vì anh mà em phải vất vả, vậy mà anh còn không hiểu, còn làm khổ em nữa. Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe gì cả. Em đi đây. Em định đi đâu? Em định bỏ anh à? Anh không cho em đi đâu cả. Anh đúng là có vậy thôi mà đã rối cả lên. Em đi giặt bộ đồ bảo hộ bí mật của anh chứ đi đâu. Mấy tháng nay anh cứ mặc xong lại giấu dưới đáy tủ, chắc là nó bốc mùi lên rồi. Từ giờ không được giấu em điều gì nữa nhé. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng luôn ở bên anh. Anh biết rồi. Cảm ơn em, vợ yêu của anh. Con hươu trong chuồng bò. Trời, nguy hiểm quá. Đây là đâu thế nhỉ? Trời
Trời ơi, có người. Mình bị lạc vào làng rồi. Làm thế nào bây giờ? Làm sao để quay về nhà được đây? Trời ơi, chạy đi đâu bây giờ? Ơ, nó ở đâu vào đây thế? Các anh bò, xin hãy cứu tôi. Xin cho tôi được trốn vào giữa các anh. Có một con chó săn rất to đang đuổi theo tôi. Xin hãy giúp tôi, chỉ một lát thôi. Thật không may cho anh. Anh trốn chỗ nào không trốn? Trốn ở đây thì có khác nào chui đầu vào rọ. Chỉ cần các anh cho tôi trốn ở đây, tôi sẽ có cơ may chạy thoát. Đợi một lát nữa cho nó đi xa khỏi đây, tôi sẽ nhân lúc đấy mà chạy đi. Thôi được, tạm thời cậu có thể ở đây. Đợi con chó đi rồi phải đi ngay đấy nhé. Ở đây lát nữa ông chủ ra, chúng tôi cũng không che chở được cho cậu đâu. Vâng, vâng, cảm ơn các anh nhiều lắm. Tôi mệt quá, tôi nằm nghỉ một lát nhé. Nằm trong này ấm quá đi mất. Này Hưu, dậy đi, con chó đó đi xa rồi. Để yên cho tôi ngủ lát đi. Nếu cậu không muốn chết thì dậy nhanh đi. Một lát nữa, chỉ một lát nữa tôi đi cũng được mà. Không được, dậy đi. Sao các anh lắm chuyện thế nhỉ? Ngủ một tẹo cũng không yên. Ngoài kia trời vừa tối vừa lạnh, nhà thì cũng không biết đường mà về. Tìm được nơi ấm áp thế này, tội gì mà đi chứ. Các anh cho tôi ngủ lại đây với. Ban đêm ngoài trời lạnh lắm, cậu không thể ở lại đây được. Ông chủ mà ra thì cậu không thoát được đâu. Chúng tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Nếu không muốn chết thì nhanh đi đi. Các anh cứ che chắn cho tôi ngủ như lúc nãy là được thôi mà. Có ai phát hiện ra đâu. Ông chủ đến rồi. Làm thế nào bây giờ? Đấy, chúng tôi nói mà có nghe đâu. Một con hươu ở đâu lạc vào đây thế này? May mắn thật. Các anh bò, cứu, cứu tôi với. Đã bảo thì không nghe, bây giờ còn biết trách ai. Mâu và Thuẫn. Tình hình chiêu mộ thêm binh lính đến đâu rồi? Thưa tướng quân, chúng ta đã có thêm 1 vạn tân binh. Tháng tới họ sẽ chính thức gia nhập quân ngũ. Tôi đang gấp rút tiến hành chuẩn bị binh khí, quân trang cho họ. Tốt, thế phó tướng có gặp khó khăn gì không? Tôi đã chỉ đạo bộ phận hậu cần lo xong quân trang. Duy chỉ có vấn đề binh khí là cần xin ý kiến tướng quân. Phó tướng nói đi, ta nghe đây. Hiện nay số binh khí trong kho không còn nhiều. Tôi đã tổ chức tìm kiếm thợ rèn giỏi rèn thêm để kịp thời cung cấp cho các tân binh. Xưởng rèn của người thợ tin cậy bấy lâu triều đình vẫn dùng vừa bị hỏa hoạn. Những thợ rèn cốt cán đều bị thương nặng, phải tĩnh dưỡng 1 năm nữa, may ra họ mới tiếp tục làm việc được. Binh khí tốt thì sinh mệnh quân lính mới được đảm bảo, khả năng chiến đấu mới được nâng cao. Phó tướng tìm được thợ rèn nào thay thế chưa? Theo chỉ dẫn của dân chúng trong vùng, tôi tìm được 2 xưởng rèn. Một ở phía đông, một ở phía tây, đều cách doanh trại chúng ta 5 dặm. Nhưng tôi chưa biết chọn xưởng rèn nào. Tướng quân có tài thao lược, kinh nghiệm sa trường hơn tôi, xin hãy chỉ giáo. Thế chất lượng binh khí của 2 xưởng rèn thế nào? Theo kinh nghiệm của tôi và đánh giá của dân chúng, thì chất lượng rèn 2 xưởng là như nhau. Nên nếu chỉ chọn 1 xưởng rèn thì hơi khó ạ. Ta hiểu. Để đồng nhất về thiết kế và chất lượng binh khí, chúng ta chỉ chọn 1 nhà cung cấp. Xin tướng quân hãy chỉ giáo. Chuyện này không thể trách phó tướng được. Để ta lo. Nên chọn xưởng rèn uy tín, trung thực, đáng tin cậy hơn. Đa tạ, khi nào tướng quân chọn xưởng rèn, xin cho tôi theo để học hỏi ạ. Được, sáng mai phó tướng gọi lần lượt 2 chủ xưởng rèn vào gặp ta. Nhớ bảo họ mang theo binh khí mẫu. Gặp xong, ta sẽ quyết định chọn rèn ở đâu. Vâng, thưa tướng quân. Một cặp binh khí là 1 lạng vàng. 1 vạn cặp binh khí, vị chi là 1 vạn lạng vàng. Vàng này nhà ta phát tài rồi. Hôm nay mình sao thế? Tự nhiên lẩm bẩm như dở hơi ấy. Chưa gì đã nghĩ xấu cho người ta. Báo cho mình biết, nhà ta sắp có 1 vạn lạng vàng rồi nhé. Gớm,
Tôi biết rồi. 10.000 lạng vàng rèn binh khí cho triều đình chứ gì. Đừng mừng vội. Ngoài xưởng rèn Đại Phong nhà ta, xưởng rèn Đại Phúc cũng được gọi đi gặp tướng quân đấy. Chưa gì đã ti toe. Đại Phúc mà được chọn, mình tha hồ xấu hổ. Chưa gì đã nhảy vào mồm người ta ngồi rồi. Tôi là tôi có cách nói với tướng quân để ngài chọn rèn binh khí ở xưởng Đại Phong nhà mình. Đại Phúc đâu đến lượt. Lại đây, tôi nói cho mà nghe. Người đâu, cho mời chủ xưởng rèn Đại Phong vào. Kính chào hai tướng quân. Ta biết xưởng rèn nhà ngươi rất có uy tín. Trước khi tận tay kiểm chứng, ta muốn hỏi vì sao nhà ngươi tự tin rằng có thể rèn binh khí đảm bảo chất lượng cho quân triều đình. Thưa tướng quân, đây là chiếc thuẫn do xưởng nhà tôi rèn ra. Nó hết sức chắc chắn, bất kể vật gì cũng không đâm thủng được nó. Nếu đúng thế thì thật kỳ diệu. Còn đây là cây mâu vô cùng sắc bén. Bất kể vật gì, dù cứng rắn đến đâu, hễ đâm là xuyên qua. Mời tướng quân chiêm ngưỡng ạ. Bây giờ ta hỏi ngươi một câu nữa thôi. Nếu ngươi trả lời được thì ta giao cho xưởng rèn nhà ngươi quyền rèn binh khí cho triều đình. Xin tướng quân cứ hỏi, tôi sẵn sàng trả lời. Thế bây giờ, nếu dùng mâu của xưởng rèn nhà ngươi đâm vào thuẫn cũng của xưởng rèn nhà ngươi, kết quả sẽ ra làm sao? Sao? Không trả lời được à? Cái này, tôi... Nhà ngươi không trả lời được đúng không? Nghe nhà ngươi, ta đã biết là một kẻ tân bốc. Nhà ngươi vì một chút lợi mà ăn nói thiếu thật thà, tự mâu thuẫn với chính mình. Mau ra khỏi đây khuất mắt ta. Cha mẹ và con. Hoàng, con chịu khó tự đến trường vậy nha. Ba phải mang đồ vào viện cho mẹ với em con. Vâng, ba cứ đi đi ạ. À, mà ba ơi, bao giờ thì con được gặp mẹ với em ạ? À, chắc là ngày mai mẹ và em được ra viện rồi. Con trai ba giờ đã lên chức anh rồi đấy nhé. Không biết lên chức anh rồi thì sẽ thế nào đây nhỉ? Thôi, ba vào viện đây, kẻo muộn nha. Dạ, con chào ba, con cũng đi học đây ạ. À, Hoàng đó ạ. À, dạ, cháu chào cô Lan. Thế mẹ và em cháu đã ra viện chưa vậy? Dạ chưa đâu cô, bà nói là ngày mai ạ. À, thích nha, phải ăn nhiều mà bế em nghe không cháu? Dạ, từ nay về cháu sẽ ăn thật nhiều. Thôi, cháu đến trường đi kẻo muộn. Vâng, cháu chào cô. Con trai, lại thơm em đi con. Từ giờ con đã được làm anh rồi. À, thích quá, thích quá. Mẹ con mới sinh xong nên còn mệt lắm. Con giữ trật tự cho mẹ con nghỉ và cho em con ngủ nghe không nào? Vâng, con biết rồi thưa ba. Con sẽ không làm phiền mẹ đâu ba à. Tốt lắm, con trai của bà rất ngoan. Nào, ba yêu, mẹ yêu, em ngủ đi nào. Hoàng, sao chồng con có vẻ buồn vậy? Con... Nào, có chuyện gì con kể cho ba nghe đi. Dạ, không có chuyện gì đâu ba à. Thôi con đi ra ngoài đánh răng rửa mặt đi ba à. Ừ. May quá, vậy là cúng con đã hết sốt rồi anh à. Khổ thân cho em mấy hôm vừa qua, hầu như em thức trắng cả đêm còn gì. Em không sao, mà anh à, dạo này anh có thấy cô Hoàng khang khác không? Ý em là sao? Thì em thấy con ít nói,
lại ít gần gũi với em hơn. Có những lúc em bất chợt nhìn ra thấy con cứ đứng lầm lũi ngoài cửa nhìn vào. Em sợ có một khoảng cách vô hình nào đó giữa con và em. Anh cũng thấy thằng bé dạo này hơi là lạ. Mấy hôm trước anh có hỏi con nhưng con không nói. Có thể nào con thấy bị chia sẻ tình cảm nên cảm thấy buồn vậy không anh? Ừ, em nói cũng có lý. Có lẽ thời gian vừa rồi nhà mình có thêm thành viên mới, cho nên không gần gũi nhiều với cô Hoàng em à. Hoàng, sao con không vào mà lại đứng đây? Con không vào đâu. Nào, cả ba con mình vào cùng chơi với mẹ và em nào. Nào, con trai, ra đây với mẹ. Hoàng con à, con ngồi vào lòng mẹ này. Con... Hoàng, con sao vậy? Mỗi khi con vẫn thích ngồi vào lòng mẹ cơ mà. Con sẽ không ngồi vào lòng mẹ nữa đâu. Hoàng à, đừng giận ba mẹ nha con. Dạo này không dành nhiều thời gian cho con là vì em con còn bé, cần chăm sóc đặc biệt hơn. Không đâu ba à, con thấy thương mẹ lắm. Vì mẹ phải trông em, thức hoài không chịu ngủ. Nhiều lúc con muốn chạy tới ôm mẹ, ôm em, nhưng sợ mẹ và em tỉnh giấc nên thôi. Chỉ đứng bên ngoài nhìn. Con ước em con ngoan ngoãn, ngủ ngoan để mẹ được nghỉ ngơi. Mẹ không phải thức hoài cả đêm như mấy hôm trước nữa. Ôi con trai, vậy mà ba mẹ cứ tưởng. Lại đây nào, lại đây với ba mẹ nào, con ngoan. Tình cha. Chà, vậy là cũng sắp tới nhà con ta rồi. Đi nửa ngày đường rồi cũng đến được nhà nó. Con ơi! Ba, ba mới lên chơi ạ. Con, các con khỏe chứ? Dạ, ba vào nhà đi ạ. Quái lạ, chúng nó bận gì mà cả chiều rồi, chẳng thấy đứa nào hỏi han mình một câu. Mà đã quá giờ cơm chiều rồi còn gì. Nè, không biết ông cụ lần này lên có chuyện gì? Hay là thấy bà về báo là nhà mình làm ăn khấm khá, cho nên ông mới lân la để nhờ vả gì đó cho cô Út nhỉ? Hay là thế thật? Thật là phiền phức quá. Chúng kêu phiền phức, vậy thì ta còn ở đây làm gì? Thôi thì sang thăm con Út vậy. Ba đi đường xa chắc là vất vả lắm. Không sao, ba tự đi được. Ba ngồi đây nghỉ ngơi, để con ra đằng sau vườn gọi nhà con vào chào ba một tiếng nha. Ừ. Có cái Út tình cảm làm mình cũng đỡ tuổi hơn. Này, tôi bảo mình à, lần này ông cụ đến chơi dù không vui vẻ gì nhưng cũng không được thể hiện ra mặt như lần trước với bà cụ lên, mình nghe không hả? Sao phải vậy? Ông cụ còn khối tài sản trong nhà đấy, cứ khéo léo vào, biết đâu sau này chúng mình cũng có phần. Mình mơ à, con cả còn chỉnh ình ra đấy, biết có đến lượt mình không? Không được gì ư? Lúc đấy tôi không để yên đâu. Trời ơi, lũ bất hiếu. Có hai đứa con mà giờ đây chúng bạc nghĩa bạc tình thế này. Mình đâu thể ngờ rằng tiền bạc làm chúng thay đổi nhanh đến như vậy. Cứu! Cứu! Trời ơi, phải nhanh lên, kẻo người kia chết mất. Mình à, ân nhân đâu rồi? Ông cụ đang nằm nghỉ ở bên ngoài nhà. Tôi gạn hỏi gia cảnh thì cụ nhất định không nói, nhưng nhìn cụ rất buồn, có lẽ do cuộc sống khó khăn. Vậy ư? Vợ chồng ta từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, cụ già kia không có công sinh ra
nhưng lại cải tử hoàn sinh cho mình, hay là chúng ta xin cụ ở lại đây để chăm lo phụng dưỡng cụ và xin cụ nhận làm cha nuôi. Mình nói đúng ý tôi. Cha, mời cha dậy rửa mặt rồi ăn sáng kẻo đói thưa cha. Hình như cha có tâm sự gì ạ? Không, không có gì. Là cha thấy trong người không được khỏe lắm. Vậy ư, thế cha cứ nằm nghỉ để con đi mời thầy Lang về bắt bệnh cho cha. Không, không cần đâu con. Thôi cứ để cha nằm nghỉ, tự khắc sẽ khỏe thôi con à. Mình à, mình có đi vay thêm được ít tiền để mua đồ ăn bổ dưỡng cho cha không? Những chỗ thân cận chúng ta đều đã vay hết cả rồi. Thì bần hàng mà đến cái ăn, cái mặc cho cha cũng không lo được tử tế. Tội cho cha quá. Hay là thế này, mình ở nhà trông nom cha. Tôi ra ngoài chợ bán mái tóc này, chắc cũng được ít tiền cho cha dưỡng bệnh. Các con không cần phải làm như vậy đâu. Cha! Các con hãy chuẩn bị tay nải rồi đi theo cha. Chúng con xin vâng. Phận làm con đâu dám trái lời cha. Dù cha đi đâu chúng con cũng xin theo, để chăm sóc cho cha. Các con, tới nhà của chúng ta rồi. Thưa cha, đây là... Cha rất cảm kích trước tấm lòng thơm thảo của các con. Thực ra ta không nghèo như các con nghĩ. Đây là nhà của cha, và giờ nó cũng là nhà của các con. Chúng ta hãy sống những ngày tháng đầm ấm bên nhau, bởi các con mới thật sự là con của ta. Cha! Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!